Số suất dự châu Âu là một phương diện để phản ánh sức mạnh của một giải vô địch quốc gia. Và những chiếc vé giành giá này phần lớn sẽ quy tụ tại 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu là ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp. Ở thời điểm hiện tại, Premier League với giá trị khổng lồ của mình đã cho thấy sự vượt trội của họ so với những đối thủ cạnh tranh cho ngôi vị giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Hổ một thêm cánh, ngoại hạng Anh mùa sau đang đứng trước cơ hội có chính mình đến 9 suất dự cúp châu Âu, bao gồm UEFA Champions League, UEFA Europa League và UEFA Conference League. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Premier League 2022-2023 có thể có đến 9 suất dự cúp châu Âu. Anh chắc chắn có 7 suất đá cúp châu Âu. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh, về cơ bản, Premier League đã có sẵn 7 suất dự cúp châu Âu. Đây là sự phản ánh chính xác cho tầm vóc của giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. 7 suất này tạm thời gồm 4 vé dự Champions League tương ứng với top 4, 2 vé dự Europa League dành cho nhà vô địch FA Cup và đội đứng thứ 5, 1 vé dự Europa Conference League dành cho nhà vô địch Carabao Cup. Căn cứ vào bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và hai trận chung kết FA Cup và Carabao Cup, có thể xác định trước những cái tên chắc chắn sẽ đại diện nước Anh chinh chiến ở sân chơi châu Âu mùa sau. Với Champions League, top 3 đội dẫn đầu đã là Man City, Liverpool và Chelsea, được giới chuyên môn nhận định khó lòng có sự thay đổi. Man City và Liverpool đơn giản chỉ còn chú trọng đến cuộc đua vô địch bởi khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi là quá lớn, chưa kể đến phong độ hủy diệt và cực kỳ ổn định của hai đội bóng này. Còn với Chelsea, tuy những dấu hiệu bất ổn đã dần xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng với tiềm lực sẵn có của mình, vị trí của họ khó có thể nào bị lay chuyển. Vị trí thứ tư danh suất giữa vòng sơ loại Champions League mới thực sự là cuộc chiến khốc liệt giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Hai kỳ phùng địch thủ ở miền Bắc London đang căng sức cho cuộc đua nước rút cuối mùa khi khoảng cách giữa hai đội xếp trên chỉ là 2 điểm với số trận đã chơi cùng là 33. Arsenal đang xếp trên đối thủ cùng thành phố và tràn trề hy vọng trở lại Champions League sau nhiều năm. Thế nhưng, họ vẫn phải cẩn thận vì năm vòng đấu cuối là vẫn đủ để gà trống có thể có một cuộc lật đổ. Ở thời điểm hiện tại, tấm vé tham dự Europa League gần như chắc chắn là trong tay Spurs khi họ đã tạo được khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi, chưa kể họ còn thi đấu ít hơn. Do các đội xếp sau là Manchester United, West Ham và Wolverhampton sẽ cạnh tranh tấm vé Conference League tương đương vị trí thứ 6. Đối với Man United, nếu không thể giải quyết được sự bất ổn về mặt phong độ, Man United có nguy cơ lần đầu tiên sau 32 năm không tham dự bất kỳ đấu trường châu Âu nào. Cộng hưởng với việc trắng tay trên mọi đấu trường sẽ là một cái kết không thể chua chát hơn với Man United. Man United từng được kỳ vọng rất nhiều rằng họ sẽ chuyển mình mạnh mẽ và tìm lại vị thế hùng mạnh trong quá khứ. Thế nhưng vào lúc này, tất cả chỉ là hai bàn tay trắng. Là 9 suất nếu đón chào hai nhà vô địch. Bên cạnh 7 suất cố định, ngoại hạng Anh có cơ hội gia tăng số đại diện tham dự cúp châu Âu mùa sau khi mà họ đón chào hai nhà vô địch Europa League và Conference League sau khi mùa giải năm nay kết thúc, cụ thể là West Ham và Leicester City, khi hai câu lạc bộ này đang chơi cực kỳ thăng hoa để lọt vào bán kết. Tuy vậy, việc West Ham và Leicester vô địch chỉ là điều kiện cần. Để Premier League có 9 suất châu Âu, phải có một điều kiện đủ là West Ham và Leicester đều phải nằm ngoài top 7. Theo quy định, một đội bóng giành được vé đến đấu trường châu Âu theo bất kỳ phương thức nào nếu tiếp tục giành được suất dự giải đấu của UEFA nhưng ở cấp thấp hơn sẽ phải nhường lại đặc quyền đó cho đội bóng gần nhất. Đặt giả thiết, nếu West Ham vô địch Europa League, thầy trò David Moyes sẽ được đặt cách tham dự vòng bảng Champions League mùa sau cùng với top 4. Đây là điều chắc chắn, do West Ham đã không còn khả năng chen chân vào top 4 đội dẫn đầu. Khi đó, ngoại hạng Anh sẽ có 5 đội dự Champions League. Tiếp theo, nếu Leicester City vô địch Conference League, bày cáo sẽ cùng với nhà vô địch FA Cup và đội đứng thứ 5 Premier League dự Europa League. Tuy nhiên, do Liverpool hoặc Chelsea sẽ vô địch FA Cup và cả hai đã chắc chắn chơi tại Champions League, nên tấm vé dự Europa League dành cho nhà vô địch FA Cup sẽ được chuyển về đội xếp thứ 6 tại Premier League. Khi đó, Leicester sau khi vô địch cúp C3 sẽ cùng đội đứng thứ 5 và thứ 6 dự giải đấu cúp hạng 2 châu Âu. Cuối cùng, do Liverpool đã thâu tóm Carabao Cup nên suất dự Conference League của họ sẽ được trao lại cho câu lạc bộ có thành tích tốt nhất nhưng chưa có vé dự cúp châu Âu, cụ thể là đội đứng thứ 7 sau khi Premier League hạ màn. Như vậy, nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như giả thiết trên, ngoại hạng Anh sẽ có 5 suất dự Champions League, 3 suất dự Europa League và 1 suất dự Europa Conference League.
hãy cùng phân tích tính khả thi của giả thuyết này. Ở điều kiện cơm, West Ham phải đối đầu một đối thủ đáng gờm là Eintracht Frankfurt ở bán kết Europa League. Câu lạc bộ của Đức đã có tinh thần khá hưng phấn sau khi vừa loại Barcelona. Chưa kể, nếu vừa qua được Eintracht Frankfurt, thay trò David Moyes còn phải chạm trán một trong hai cái tên Rasenballsport Leipzig và Rangers. Đáng ngại nhất chính là đại diện của Đức, khi họ ít nhiều có số má từng chơi tại Champions League. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng không thể phủ nhận phong độ của West Ham tại Europa League vào lúc này cực kỳ tốt. Trên hành trình đến với vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất, câu lạc bộ thành London đã quật ngã hai tên tuổi lừng lẫy ở châu Âu là ông vua Europa League Sevilla và Olympique Lyon. Đây là cơ sở để David Moyes cùng các cầu thủ tự tin đối đầu với những vật cản khó nhằn còn lại trước mắt, cũng như nghĩ về danh hiệu châu Âu lần thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ. Đối với Leicester City, họ phải chạm trán Roma đang rất khát khao chinh phục Conference League mùa này. Trái với sự phập phù ở đấu trường quốc nội, Leicester chơi tuyệt hay tại cúp C3, tham dự giải đấu do bị loại khỏi Europa League bởi Napoli. Thay trò Brendan Rodgers lần lượt hạ Rangers của Đan Mạch, Gent của Pháp và gã khổng lồ bóng đá Hà Lan là PSV để góp mặt tại bán kết. Cuộc đối đầu giữa Leicester và Roma được đánh giá khá cân bằng. Dĩ nhiên đại diện của Ý được đánh giá cao hơn về danh tiếng, nhưng về tương quan lực lượng, các đội bóng Ý hiện tại đã không còn giữ được vị thế của mình tại sân chơi châu lục. Đây cũng sẽ là cuộc hội ngộ thú vị của Jose Mourinho với người trợ lý cũ của ông tại Chelsea, Brendan Rodgers. Nếu vượt qua Roma, Leicester sẽ đối đầu với đội bóng và chiến thắng trong trận bán kết còn lại là Marseille và Feyenoord. Nhiều người đánh giá Leicester là đội bóng yếu nhất trong 4 đội góp mặt tại bán kết cúp C3 năm nay. Thế nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi nhìn vào hành trình ấn tượng của bài cáo. Leicester từng làm nên điều còn khó hơn, đó là vô địch ngoại hạng Anh 25-26. Do đó không có lý do gì để họ không thể mơ về chiếc cúp châu Âu đầu tiên được mang về phòng truyền thống của sân King Power. Ở điều kiện đủ, West Ham và Leicester không nằm trong top 7 khi ngoại hạng Anh hạ màn là hoàn toàn có thể. Với West Ham, vị trí số 7 của họ hiện tại đang bị Wolverhampton phá hơi nóng khi bầy sói chỉ kém những chiếc búa 3 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Còn Leicester City, họ đang xếp thứ 10, cách vị trí thứ 7 đến 10 điểm nên rất khó để bầy cáo có thể lọt vào top 7 sau vòng đấu 38, mặc dù họ vẫn còn chơi ít hơn 2 trận. Sự thống trị của bóng đá Anh tại châu Âu đã được người ta đề cập rất nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nó được phản ánh qua thành tích ngày một được nâng cao của họ tại các giải đấu của UEFA. Mùa này, Premier League đang có cơ hội thâu tóm cả 3 chiếc vô địch giành giá nhất châu Âu là Champions League, Europa League và Conference League. Nếu làm được như vậy, bóng đá Anh có thể sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng và bành trướng của mình ra châu Âu bằng chính suất tham dự cúp châu Âu mùa sau.